nhưng mà của chương trình Cho Con Hợp Sức đó. À, xin chào chương trình. Chào mừng anh đến với chương trình Cho Con Hợp Sức. Sau 10 năm đồng hành trong con đường nghệ thuật, cùng hát trong nhóm Huyền Thoại, ca sĩ Khánh Đơn và Khánh Trung còn là đôi bạn thân thiết. Cả hai đều đã trở thành những ông bố có hai cậu con trai 5 tuổi, bé Đông Đông, con trai của cha Khánh Đơn, và Gia Huy, con trai của ca sĩ Khánh Trung. Thôi mình lựa thêm cái quần cho vợ đi. Dạ. Vợ này không? À, bỏ vợ đó đi. Rồi, mà xách cái này. Rồi, mình đi nha. Đầu con thích mặc đồ gì nè? À, mẹ toàn mình ra ri phải không? Rồi, con bỏ lên một cái. Ồ, giỏi quá. Ăn mì cay không? Dạ thôi, cay lắm. Lớn là phải ăn cay chứ. Hả? Tay nghề ba nấu mì cũng ok ha. Quay lại đầu bếp nấu ăn. Có chừng nóng á. Ăn gì để thắng ba? Tôi nóng lắm. Đông Đông, con có thích đi biển không? Con thích cá voi không? Thích cá heo không? Ở ngoài biển có tàu. Đông Đông, con của Khánh Đơn thì bé bị một cái là bé bị chậm nói. So với độ tuổi của bé hiện giờ thì bé mới bập bẹ biết nói một số từ thôi. Có những cái mà bé muốn thể hiện với mình, bé muốn hỏi mình hay bé muốn thể hiện với mình thì bé không biết thổ lộ như thế nào, thì mình phải đoán được ý của bé như thế nào qua động tác cử chỉ. Và bé lại cũng hay ngại tiếp xúc chỗ đông người. Khánh Đơn hy vọng là sau khi tham gia chương trình Cha Con Hợp Sức thì là Đông Đông sẽ mạnh dạn hơn, tự tin hơn.